Hello, anh xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Hạnh lại tiếp tục mua một biển ăn nha mọi người. Nè mọi người nhìn nè, hoành tráng mọi người. Đây là 2 kg nha mọi người, 2 kg 3 con, thì tầm khoảng 1,7 triệu mọi người. Cuối mùa rồi, tranh thủ ăn cho hết mùa mọi người. Đợt trước mình có mua cho mẹ mình á, nên mình không có quay được nhiều. Mình có chuẩn bị chén nước chấm hải sản này mọi người, rất là ngon luôn mọi người. Đó, những con bờ biển này thì nó hơi nhỏ nha mọi người. Đây, nhìn nó vậy nè mọi người, nó nhỏ nhưng mà ăn nó không có ngon bằng những con bờ biển bự mọi người, tại vì hết mùa rồi. Còn đúng 3 con này mình mua hết luôn á mọi người. Đây là những trái đậu rồng mọi người mới hái ngoài vườn luôn á. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình ăn bò biển và nước nha mọi người. Trước khi ăn bò biển thì mình sẽ uống nước nha mọi người nha. Đây, một ly nước. Hôm nay mình sẽ uống nước ô long nha mọi người, trà ô long. Wow, ngon quá. Trước tiên thì mình sẽ ăn con nào ta? Mình sẽ ăn con luôn rồi về đi. Thèm quá, ăn cả. Mình thích ăn cái thịt nó lắm mọi người. Trắng, nó trắng này nó hạt, nó hạt đúng bài luôn á. Ngon quá. Chắc cái càng tiếp theo nữa. Mình thích ăn cái thịt của nó mọi người. Thịt của nó ăn mềm mềm, nó cũng thơm thơm mà nó có hơi vị mặn mặn. Ngon quá. Nó ngon luôn. Để chặt chén trắng tạm này đi. Thịt rất là ngọt. Ăn cái con này là không không ăn phí mọi người, tại con mua nó cũng mắc mọi người. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn cái thịt bên trong nha mọi người. Wow, trứng quá trứng nè. Trứng nhiều quá. Xin mời mọi người nha, ăn ăn bò biển cùng với mình. Béo, ngon. Béo mà béo đậm đà mọi người. Nó ngọt mà kiểu như như nước dừa mà giống như mình làm con mấy con ốc mà ốc len xào dừa mọi người, nó béo béo vậy đó. Trứng nó ngon lắm. Mình vẫn thích ăn con bự hơn nha mọi người, con nhỏ thì nó không ngon bằng. Ngon quá. Nói cái đầu đồng mới hái còn tươi đó đói luôn nè. Nó đang đầu đồng sống nha mọi người. Nó ngon quá. Mấy càng nữa. Đỉnh không? Ăn mà ghê luôn mọi người. Đợt trước á, chồng mình mua 2 con. Mình ăn tí xíu thôi à. Mình đem xuống cho mẹ chồng mình ăn với gia đình chồng á. Trời ơi, ăn mà ai cũng khen nức nở luôn. Mẹ chồng mình cũng mới lần đầu ăn luôn mọi người. Lớn tuổi rồi đâu biết con bò biển này là con gì đâu. Ngon quá. Mấy cạn nè. Ăn cho hết mấy cạn. Thích ăn thịt của mấy cạn mọi người. Ngon. Nhưng mà mình vẫn thích ăn cái con bự hơn nha mọi người. Con bự nó sẽ thịt nó nhiều hơn, trứng nó nhiều hơn. Con này nó nhỏ nhưng mà thịt nó không có nhiều bằng. Ngon. Ăn hết mấy càng.
đâu đâu. Trời, bữa nay nóng đồ hôi nhiều. Ừ, ổn quá. À, cay. Chén nước chấm này đâm cả chục chớp. Cay xé mây. Ừ, ngon quá, cái cạn ngon quá. Giờ mình ăn cái thịt bên trong nha mọi người. Nãy giờ ăn càng ăn trứng à. Giờ thịt bên trong đó nè. Ăn thịt cắt ra. Wow. Đây. Nước chấm đây. Thịt nó nè mọi người. Wow, hấp dẫn quá. Béo ngậy luôn. Rất là ngon. Chắc lên đây nè. Wow. Ăn hết cái con này muốn no luôn à. Độ béo nó cao mọi người. Rất là béo. Ăn nó ngậy quá. Ngon quá. Xin mời mọi người nha. Ngon quá. Cay. Wow, tới thằng bên trong này mọi người, thịt của nó nè. Đảo quá. Để mình lấy cái thịt bên trong. Wow, đã ghê luôn. Nè, đây nè, hấp dẫn đó mọi người. Ngon. Chén nước mắm mình làm hơi cay mọi người, ớt nhiều quá. Nào mấy cái thịt nó này mọi người nhiều nè. Trứng của nó cũng nhiều nữa. Wow. Ai tắm nè. Ai. Rất là nhiều trứng nè mọi người. Quên miếng nó chấm vô. Nhấc cái nắp luôn. Không quá. Hết sảy cơ bởi. Ngon quá. Ăn cơm này, ăn hết cơm này đã hết, hết ăn gì nổi luôn. No quá mọi người. Ai, trứng no quá, chả trứng luôn. Ai, xin mời mọi người nha. Ngon. Béo. Nạo mấy cái thịt nó bên trong. Ăn hết trứng rồi nạo thịt nè mọi người. Thịt còn nhiều lắm. Thấy lên. No luôn rồi. Nói chứ ăn con này là no luôn mọi người. Wow, rất là nhiều thịt. Ăn muốn hết luôn rồi mọi người. Ăn hết con rồi. Đây. Trứng với thịt nè. Rất là nhiều luôn. Quay con miếng nước chấm hải sản vô. Ngon quá. Mình để mình hấp tự nhiên vậy đó chứ không bỏ thêm muối hay gì nữa mà vẫn mặn mặn ngọt thì ăn nó vừa ăn ngon á. Nạo cái thịt hết cho nó uống, để uống, nạo hết. Thịt này nó mềm mềm, nó không giống như thịt cua, nó mềm hơn thịt cua mà ăn nó ngon hơn mọi người. Ngon quá. Rất là ngon.
là ngon. Em nạo nạo ra cái nó hết luôn. Hôm nay mình sẽ ăn hết con này luôn. Cái gì, cái mai, cái bay luôn á. Nè, thịt của nó này nè. Đây, cái thịt của nó đây nè. Nào nào đây. Nó cũng nhiều thịt lắm. Đây. Ngon quá, ăn tay xưa luôn. Ăn không ngừng luôn. Quá ngon mọi người. Nói luôn à. Cái nước này rồi. Có cái nước này, nước nó ngọt. Hết luôn, hết sạch luôn mọi người. Ăn hết sạch con bò biển luôn. Ăn con này là no, no, no khỏi ăn cơm luôn mọi người. Đầu lòng nhà Hái ăn nó giòn mà nó ngon lắm mọi người. Hai cải cây á. Thế nào đậu rồng nhà. Nó hình con này nó nóc luôn. Không mà nói nữa. Nhưng còn đúng hai con. Hai con này mọi người. Thì đến đây video mình xin kết thúc nha mọi người. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu các bạn có thích kênh của mình thì mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì cũng đã khuya rồi. Mình xin chào lại các bạn. Bye.